giới thiệu với các bạn vào ăn thịt gà đen của người đồng bằng Hơ Mông trên huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên. Đây là một con gà Hơ Mông. Con gà thì hơi nhỏ một chút nhưng mà các anh chị có thể nhìn thấy là xương đen, vâng ạ, xương đen trong này, thịt đen và chân đen. Con gà này có nhiều móng hơn so với gà bình thường, ba móng. Bình thường gà chỉ có bốn ngón thôi ạ, nhưng con gà này là có tất cả là năm móng. Và đây là con gà cả, chúng ta có thể nhìn thấy cái buồng trứng ở đây. Và bây giờ tôi sẽ chặt cái con gà để bày ra đĩa. Rất là thơm ạ, rất là thơm và ngon. Và đặc biệt là con da của đồng bào người Mông rất là sắc và đẹp. Tôi thì chặt gà không được đẹp cho lắm, nhưng mà điều này không phải được bởi vì con gà là gà tí nữa các bạn sẽ được thưởng thức con gà. Chân đen này, rất là đen, và thịt đen đây rất là ngon, thịt gà rất là ngon. Các bạn đi dùng con da của đồng bào người Mông. Con da này thì ren bằng nhĩ cô tô và nạc thủ hoàn toàn không có một chút gì của máy móc. Các bạn thấy có hấp dẫn không ạ? Và xin nếu các bạn chưa một lần thử thì hãy một lần thử các sản gà đen Hơ Mông của đồng bào người Mông tại huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên.